Dạ chào mọi người, buổi trưa đầu tuần nha. Chúc mọi người có một tuần mới làm việc thật là năng lượng nha. Hôm nay là trưa thứ hai, em về được vài cái áo. Nói chung hôm nay thì toàn là áo cỏ thôi nha, không có áo áo cỏ thôi. Đây là một cái áo saten nha. Đây là cái áo saten nè. Mọi người mua hàng bên em thì cứ liên hệ em số điện thoại chủ nha, 0983880344. Thì ở đây có một cái áo saten cũ rồi. Áo này thì đời 1966 nha. Đời 1966 thì thường nó sẽ không có ghi năm. Áo này thì cũ rồi, nói chung là không có rách lũng. Nhưng mà ở đây thì có dấu tháo tem nè. Đây tháo tem nha. Đây nè. Ở trên cái vai nè, chỗ vai là người ta tháo tem nè. Ở trước ngực nè, đây có cái tem US Army nhưng mà người ta tháo ra nè. Đó, người ta có tháo hai cái tem nha. Cái này thì chất liệu vải saten thì mặc nó cực kỳ mát nha, nó rất là mát. Này bán cho anh em nào thích. Cái này độ mới còn khoảng 75-80% thôi nha. Áo thì nhìn sơ qua thì không có bị không bị rách lũng, nhưng mà có bạc màu nha. Vải saten thì nó bạc màu. Ở trên cái cổ thì nó có hai cái pin nè, pin bằng vải nè. Đây nè. Pin này pin hỏa châu nè, đây là cái mọc hỏa châu với cái đây là hình như thiếu ý hay sao ấy. Rồi cái kích thước của nó nè, vai là 46, tay là 56, bề dài là 72 nha. Vai 46, tay 56, dài 72. Cái này nặng tầm 60 65 kg mà cao tầm 1m65 1m7 là mặc ok nha. Cái này cao tầm 1m65 67, cao 1m65 đến 1m67. Nặng tầm 60 đến 65 thôi nha. 65kg đổ lại thôi. Áo này 65kg đổ lại mặc đẹp nha. Rồi giá con này là 400.000. Em bán con này 400.000 nha. Áo thì đầy đủ nút nha, không có bị thiếu nút. Áo độ mới còn khoảng 75-80% thôi. Tem thì có bị tháo hai cái nha. Một tem vai nè, với tháo một cái tem ở trước ngực. Áo thì không rách lũng nha, bạc màu theo thời gian. Rồi giá 400.000. Áo saten nha. Rồi tiếp theo đây là một cái áo gió. Một cái áo gió. Cái này thì hàng chính hãng quân đội nha. Hàng chính hãng quân đội nè. Cái này Sermon Short, sản xuất 2005, chất liệu vải 100% ni lông. Cái này gọi là áo gió, bên trong thì nó có một cái lớp lưới. Hãng là Skill Wrap nè. Cái này thì anh dành cho anh em nào mà tầm dưới 1m6 nha, dưới 1m6 mà nặng tầm phải 65-70kg á, tức là phải bự con thì mặc mới vừa, nhưng mà không được cao nha. Cao là mặc không được, tại vì áo này nó ngắn lắm. Salmon short nha. Salmon short. Áo này thì em mặc nó cũng rất là ngắn. Cái này anh em nào tầm dưới 1m6 nha, dưới 1m6 mà nặng phải 65-70kg á thì mặc ok. Vai của nó là 67 nè. Tay thì 54. Còn đều dài là 57. Dài nó có 57 thôi nha. To lắm, vai to nè. Cái vai nó cực kỳ to. Vai rất rộng nha. Vai tới 57. À vai 67 luôn. Vai 67. Dài 54. Tay thì 57. Để em đo lại chính xác cái vai xem có đúng 67 không. Sao nó to quá vậy. Rồi đúng nha. Nói chung cái vai này rất là to nè. Cái vai này chắc có tầm 7-65 á. Cái vai nó cực kỳ to luôn. Đó, anh em nào mà dưới 1m6 mà nặng tầm 65-70kg thì mặc cái này vừa nha. Rồi cái này giá 300.000. Cái này là em bán giá giống như gọi là giá lao động nha, 300.000 cái. Ở đây thì nó có tróc. Hình như ở đây trước nó có lớp cao su nè. Nhưng mà cái này nó có tróc nè. Cái này đồ cũ rồi nha. Nên là bán giá 300.000. Này dành cho anh em nào mặc chơi thôi. Đó, ở đây nè. Hồi trước nó có lớp cao su nhưng mà giờ nó tróc ra hết nè. Nó còn lộ cái lớp vải ra. Vai 67, dài 54, tay 57. 300.000. Rồi, tiếp tục đây là một cái áo lễ nha. Đây là áo lễ.
áo lễ này là size 48R, size là size lớn nha, 48R. Cái vai của nó 52, tay 69 và dài 75. Cái này anh em nào phải tầm cao phải 1m7, cao 1m7, 1m75 đó. Là áo của Mỹ nha, USA nè. Áo này gần như mới chưa có sử dụng luôn, áo này gần như mới chưa sử dụng nha. Size 48R, vai 52, tay 69, dài 75. Anh em nào tầm cao 1m7 đến 1m75, nặng dưới 70kg nha, dưới 70kg thì mới mặc vừa cái dòng này. Áo này là cực kỳ mới luôn, mới chưa sử dụng nha. Rồi áo này giá 500 ngàn nha, 500 ngàn cho cái áo này. Áo này áo này hình như có dấu hiệu tháo tem mọi người, áo này có dấu hiệu tháo tem nè, đây nè, hình như có dấu hiệu tháo tem nè, bên đây cũng vậy luôn, có dấu hiệu tháo tem. Rồi cái này giá 400 ngàn nha, rồi bán cái này 400 ngàn. Vai 52, tay 69, dài 75, áo này gần như là mới, 400 ngàn. Rồi cái này cũng vậy luôn, cái này cũng một áo lễ, nhưng mà áo này là size 38S nha, size 38S, cái số đo của nó là vai 47, dài 72, tay 67, cao tầm 1m65, nặng tầm 60kg là mặc được nha. Cái dòng áo này thì nó hơi bó bó ở dưới cái ngực nha, nó hơi bó bó chứ nó không có được rộng nha. Vai 47, dài 72, tay 67, chung cao tầm 1m65, nặng tầm 60kg thôi là mặc đẹp. Áo này thì sản xuất là đời 81 nha, áo sản xuất đời 81, nói chung hàng chuẩn cấp phát của quân đội đó. Rồi cái này nó có hai tem luôn nè, cái này nó có hai tem luôn, hai cái tem màu đỏ đây. Cái hàng nút của nó này rất là giá trị nha. Đó, ở trên là ba cái nút này bằng đồng thau, ở dưới này là cái nút nhựa. Cái kiểu nó vậy nha, chứ không phải là nó bị thiếu nút mà người ta may cái nút này, mà cái dòng áo lễ này là cái kiểu nút nó như vậy. Rồi áo này giá 400 ngàn luôn, bán này là bán xả luôn, 400 ngàn luôn. Rồi tiếp tục, đây cũng là một con áo lễ. Đây thì mấy cái nút này như màu vàng hết nè, mấy cái nút này màu vàng đó, màu vàng nè. Đây US Army Form. Áo này thì sản xuất đời 1970 nha, áo này đời 1970. Hình như áo này thì nó có lỗi nè, để em coi thì áo này nó có lỗi gì không nha. Áo này thì nó có lũng nè, đây nè, trên tay nè, trên tay nó có lũng lỗ nè, đây nữa nè, hai lỗ nha. Trên lưng cũng có nè, nói chung trên lưng cũng có nha. Đó, nhưng mà áo này nếu mình mua về mình lấy cái tem nè, lấy cái hụt nút nè, mấy cái nút này thì cũng đủ tiền rồi nha. Đó, 1, 2, 3, 4 cái tem, 4 cái tem với cái hàng nút này. Rồi cái này giá em bán là 400 ngàn luôn nha, bán 400 ngàn luôn. Này hôm nay chơi đồng giá 400 luôn. Vai 44, tay 58, dài 70, giá 400 ngàn. Rồi cái này cũng là một cái áo lễ. Áo này thì đời 88 nha, áo này thì sản xuất đời 1988. Vai 48, tay 64, dài 77. Vai 48 nha, tay 64, dài 77. Đó mọi người cân đối cái số đo này trước khi mình đặt hàng ha. Ở đây đó, cái dàn nút nè, dàn nút này mạ vàng nha. Áo này thì hình như là không rách lũng, áo không rách lũng nha. À ở đây thì nó không có nút nha, ở đây thì nó hình như không biết là không có nút hay là nó mất nút gì đó. Đó tức là cái nút ở đây thì nó gọi là nút kiểu thôi, chứ không phải là nó may vào kia nha. Nút của nó là nó mất nút kiểu thôi. Rồi cái nút này em có nha, mua thì em bỏ cái nút này vô, cái loại nút này thì em có nè, mua thì em gắn vô và cho nó có thôi, chứ không phải là nó sử dụng. Cái nút kiểu thôi.
Rồi mấy cái nút này mạ vàng nè. Rồi áo này bán giá 400 ngàn luôn. Ở trước vai này nó cũng có dấu dấu chấm chấm nè. Cái này bán 400 ngàn luôn nha. Cái này mùa mà hơi hơi se lạnh thì mặc mấy cái áo này cũng được. Size của nó là 43R, 43R nha. Bán giá 400 ngàn luôn. Đó mọi người nhờ xem kỹ giùm em nha. Cái mã này, ý là em có nói mã 43R này. Thì mọi người mua cái nào thì mọi người cứ đọc giùm em mấy cái mã này, em lấy cho nó dễ nha. Rồi, đây là một cái áo kaki tem vàng nha. Áo kaki tem vàng này, áo này gần như mới chưa qua sử dụng. Áo kaki tem vàng gần như mới chưa qua sử dụng. Áo này là màu xanh ô liu, rất là mới nha. Áo này được sản xuất đời 1987. Đây nó là tem vàng nha, gọi là áo kaki tem vàng đời 1987, áo gần như chưa qua sử dụng. Số đo của nó thì dài 70. Dài 70, vai 44, tay 68 nha. Vài dài là 70, vai 44, tay 68. Tức là áo nó hơi dài đó, vai 44 thì cũng nhỏ nha. Chung anh em là tầm 1m65. Cao 1m65, 1m7 là mặc vừa. Còn nặng thì tầm dưới 65kg thôi. Rồi áo này thì mới chưa sử dụng, giá của nó là 350 ngàn nha. Áo kaki tem vàng nha, hàng mới chưa qua sử dụng của Mỹ đời 1987. Áo này chất liệu vải kaki. Vải kaki thì mặc nó rất là mát, nhưng mà nó không có, ý là mới thì mặc nó không có được mềm mịn giống như những cái áo bobblin hay áo kia. Cái này mặc vô thì cảm giác như nó hơi nhám nhám một xíu nha, tại vì nó là vải kaki. Còn 350 ngàn. Rồi còn đây còn một cái áo này 39 short. Áo 39 nha. Áo này là size 39. Trên đây thì nó mất hai cái nút này, chỗ hai cái cầu vai nó bị mất mất cái nút nha. Đó, mất cái nút mạ vàng như thế này nè. Mấy cái nút đó thì hình như là em có đó. Cái đó thì để em lấy nút em gắn vô luôn. Rồi áo này thì không rách lũng nha. Áo này không rách lũng, nhưng mà để em đo lại cái số đo. Rồi vai của nó là 45 nha. Vai 45. Vai 45, tay 62. Vai 45, tay 62. Và dài 70. Vai 45, tay 62 và dài 70 nha. Áo này là màu xanh. Hai trên cái cầu vai nó có mất hai cái nút, mà hai cái nút này em sẽ kiếm để em gắn vô cái nút cho nó đủ nha. Rồi áo này đồng giá 400 ngàn luôn, 400 ngàn. Trong hôm nay chỉ có cái áo kaki tem vàng mới chưa sử dụng á, thì 350 nha. Áo này 350, tại vì cái này em còn 5-7 cái vậy nên là thôi bán rẻ. Còn mấy cái này em chỉ có 1-2 cái thôi, nên là em bán đồng giá 400 ngàn hết. Rồi mọi người quan tâm cái nào thì ủng hộ em nha, 0983 880 344. Xin cảm ơn mọi người nha.